khéo mở áo lồng ra đi cho xem mặt mũi, một lôi, hai lôi, ba lôi, sáu con. Cho Avi hai con nữa. Hello anh em nhé, hiện tại là mình cùng anh Sơn đang lên nhà Ước để mà chơi anh em ạ. Thì Ước có gọi cho mình bảo là ở nhà có mấy con chim trà mào muốn bán, kiểu như cũng cuối năm rồi, sắp Tết, Tết đến nơi rồi thì bán bớt đi để mà ăn Tết nó không phải lo về việc chăm chim chăm cò anh nhá. Đây là toàn bộ, đây là chim mới hả Ước? Chim mới. Đâu? Giờ xem nào, xem có con nào sủ hay không. Được mấy tháng lồng hết rồi? Mấy con này toàn được tầm 3 tháng lồng, chưa được tầm 5 tháng rồi. À 6 tháng. Ra sao chút, chim mới nó hơi nhát đấy. Màu lân, hầu như màu lân hết rồi này. Có 3 con, 2 con này màu lân này. Để mình review thứ tự từ bên phải qua bên trái nhé. Bên phải là cái con bên này này. Đó, đầu tiên là con lồng này. Con này thì vừa mới tách ở trong AV ra. Còn hơi nhát, chưa đứng đồng. Còn cái con này này, con này mình có video đúc bẫy nó này anh ơi. Nhưng mà chỉ có một loạn thôi, nó về chơi với mồi của mình. Con này đúng chuẩn gọi là con đầu đàn này. Bầy của nó tầm 10 con. Nếu bạn nào kết con này thì mình sẽ gửi video đúc bẫy cho. Tiếp theo con này. Con này yếm đẹp phết này. Con này thì thấy cái màu của nó chưa xong. Bộ dài. Con này cao cầu, anh em xem cái chân của nó kìa. Cái dáng của nó cao cầu luôn. Tiếp theo là đến con này. Ô, vừa đấy con này thấy nó lên bộ đẹp phết mà nhỉ. À này, lên rồi này. Con này thì được 5 tháng lồng rồi. Con cuối cùng này. Nhưng mà vẫn chưa hot. Nó trời lạnh ấy em. Sáng là mình lên luôn là nên nó hơi lạnh.
Con này trước là chùm ở trong AV luôn này. Con này trước là lại ca của mấy con trong AV đấy anh em ạ. Trước thả mấy con AV thả mấy con nhỉ? AV thả 4. 4 con. 4 con trống. Một con mái, hình như con mái ra con kia con mái. Con nào con mái? Con mái. À. Đây đây. Con thuần đấy. Ui. Ồ nó cắn bọn kia hết đấy chứ đùa. Dạ, ấy, ấy, ấy. Nếu mà không phải chim mái là con chắc là con chắc là chim non. À. Này bên trong này có một con lá lân anh nhé. Vừa nãy nó cũng có chợ, ra chơi với mấy con bên ngoài luôn. Đó là một lôi, hai lôi, ba lôi. Tám con nhỉ. Tám con. Thì anh em ưng con nào thì alo bên Zalo cho mình em nhé. Zalo mình có để ở phần mô tả ấy. Còn một con ở trong AV đó, thành 10, thành 9 con. Đúng rồi, 9 con. Hai con à. À vì thì nếu mà anh em kết thì mình sẽ phải lên review mặt mũi cho, hoặc là mình sẽ quay xong rồi gửi bên Zalo cho anh em xem. Thanh lý bán nốt mấy con chim này anh em ạ. Tết đến nơi rồi. Được của nó đấy. Ở trên này có một làn này anh em ơi. Tầm 5-6 con đấy. Vẫn chưa nghe thấy con nào sổ giọng kép anh em ạ. Ui dồi. Ui con này đừng tôm đẹp phết anh Sơn ơi này. Mái thì quá. Mái cứ đi, nó hot ra đấy này. Chim này, chim chưa có thi, thôi ung. Mấy con lệ của nó này. Ừ. Một lôi, hai lôi, ba lôi, bốn lôi. Bốn lôi dưới 9 con cơ mà. Con đầu làn nó chắc là cái con này rồi. Đây. Lên rồi anh sẽ bắt đầu lên rồi đấy. Nhưng mà không phải thung của nó. Không biết từ đâu về thôi nếu mà. Đấy đi hết rồi. Nhưng mà biết thung của nó con này chắc chắn là ăn hàng này. Đúng không? Ok bảo là nó ngủ ở gần cái nhãn nhà ông đấy. Cái nhãn là ông chắc ở quanh đây chứ quá. Nhà ông. Thế là hết con mơ rồi, hết hy vọng mơ rồi. Vừa nãy anh Sơn có nhắn tin cho một ông anh ở trên này thì bảo là con mơ đã bẫy được rồi. Đây, mình có chèn một cái đoạn video mà ông kia gửi cho anh Sơn kìa. Con này ông kia bảo là bẫy được mấy tháng rồi anh Sơn? Được hơn tuần thôi. Được hơn tuần. Thế là sau mình đi bẫy ở loạn này nhỉ, đúng không? Hơn tuần thì tính ra chắc cũng phải... Cái hôm mà mình gặp được mấy hôm là ông kia bẫy được luôn chứ đúng không? Ông kia thấy nó đi ngủ của xong ông bẫy lưới thôi. Thế không phải bẫy đâu là? Không. Chán nhỉ. Không có duyên. Hôm nay anh em mình mang hai mồi nhé. Đây con mồi. Mồi của anh Sơn. Và con mồi của mình. Sau một lúc di chuyển thì anh em mình cuối cùng đã gặp được một con. Khá là ok anh em ạ.
đang đứng hót ở trên kia. Anh Sơn đang đi treo mồi. Bộ chung, con này bộ chung màu linh. Không biết có về đấu hay mồi của mình hôm nay. Giọng nó thì quá phê nhỉ ạ. Con nào chóe kìa anh Sơn. Con bồi à? Càng đấy, càng đấy. Con mồi anh treo tít ở dưới kia chả nhìn thấy gì. Biết thế mang cái sào, nhưng với chim người mang sào không treo cao được. Đang ở dưới này anh em ạ, con mồi tận tít cái vườn, cái rừng cây, cái gì nhỉ, cái giếng ấy. Nói gì cho ngầu đi thanh niên. Chán thật đấy anh em ạ. Vừa nãy lúc anh em mình đang bẫy chim ở dưới kia, chim đang vào cuốn thì có mấy con chim săn, hình như là con Sika hay sao ấy, nó lao về thế là chơi thẳng với con mồi của mình luôn anh ơi. Cái con bổi cũng như là cái con mồi của mình tắt điện thế này, chim của anh Sơn sập luôn, không một giọng nào. Ác thật đấy. Thấy con bổi kia nó bay xuống đây nên là anh em mình di chuyển xuống chỗ này nhưng mà cũng không nghe tiếng hót, im re luôn anh ạ. Đen. Mình vừa về tới nhà anh nhé. Bây giờ mình sẽ vào cám cho các con chim sâu. Con chim kẹp kẹp thế à nhỉ? Con gì? Quên tên mất rồi. Vào cám cho cái con này anh em ạ. Hôm qua là mình xin được ở chỗ anh trai hôm qua mình đã bảo ấy. Bây giờ mình sẽ vào cám cho nó. Vào cám xong khi là nó biết ăn cám thì mình sẽ chuyển cho nó ăn cám này anh em ạ. Cám này thì trước là mình mua về cho con hút mật, nhưng mà hút mật của mình thì nó lại sổng mất, thế là còn thừa lúng cái cám này, không biết là cho cám này cho nó ăn thì có hợp lý không nữa, bởi vì là nó cũng viên nhỏ. Con này mình nghĩ là cho ăn cái cám này thì hợp lý, con khuyên con hút mật ăn được hết mà, có chất ngọt, không biết có cho ăn được không đấy anh em ạ. Mình vào cám cho con này thì mình sẽ vào cám ướt cho cái cám mà trứng này, cho nước vào xong rồi trộn nó lên. Đây, mình trộn nó lên. Trong này có sâu quy rồi anh em nhé, cho một cõng sâu quy vào từ hôm qua đến giờ ăn không hết luôn, phần nó trắng bốp kìa, thấy nó ăn rồi. Ô con sâu này nó ngỏm luôn sao ấy này. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào cám, quá đơn giản luôn rồi. Ok, thế thôi, xịn chưa. Ô thế hóa ra từ hôm qua là chưa cho nước vào nhỉ. Chết sửa rồi. Chim nịt nước là một cái chết cực kỳ nhanh. Đây nhá, mở áo lồng ra này. Xây. Xịn chưa. Con này mình có để ý là thỉnh thoảng nó cũng hót ra đấy anh em ạ. Nó kêu lít lít lít. Kít 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 kít. Hót cũng hay. Chính xác là con này nó ở ruộng thật. Bởi vì mình mua là cũng mình xin được là cũng xin được ở ruộng mà. Đây là em chim hôm qua mình đã xin được.
Lúc nào biết ăn cám thì mình sẽ chuyển cho nó ăn cám này, viên nhỏ. Bây giờ mình sẽ lộ lồng. Rồi, một cái. Một cái lên trong này đi. Cái lồng chim con phượng hoàng lát này của mình là không có cửa anh em ạ. Không có cửa để cho chuối vào. Bây giờ mình sẽ lộ nó ra. Cứng phết. Rồi, ok. Anh em biết mình sẽ lộ kiểu gì không? Đây, này có hai cái lỗ. Tầm lỗ này là con chim phượng hoàng lát nó không chui ra được đâu. Con này nó to lắm, với lại là mình nuôi lâu rồi. Nó không bỏ đi đâu anh em ạ. Giờ bây giờ mình sẽ cho chuối vào anh em ạ. Hai cái lỗ sẽ để cho hai quả chuối nhét vào kiểu này. Ôi nhưng mà chuối vẫn hơi to hay sao nhỉ? Đấy, xời, một quả vào được rồi này. Quả này nữa. Kéo nó rộng ra. Ôi, quả này hơi to. Nhưng mà chắc được. Ôi xời, thông minh chưa? Thế là đã có cửa để cho hoa quả cho chim rồi. Đấy. Tí nó về nó sẽ mổ ăn. Hợp lý. Không phải chế cửa. Ngại chế cửa lắm. Chết. Khiếc. Ô. Xong ăn nhỉ. Chuối ngon thế cơ mà nị. Nuôi nó xòe xòe ra nhìn chất phết anh em ạ. Con sóc nhen của mình thì trước là mình bảo là mình sẽ chuyển nhà cho nó ở cái vị trí này. Nhưng mà mình đã chuyển nó về ở chỗ cũ rồi anh em ạ. Bởi vì là nó có mỗi một con, xong rồi trời cũng khá là rét nên là mình không... Nếu mà quấn vải vẫn ngất thì nhìn nó chả khác gì một cái lồng. Thế là mình đã đi chuyển nó vào trong hiên nhà anh ấy, để cho nó ấm hơn cạnh cái con sóc bụng đỏ của mình. Giờ tới đây thời lượng của video mình khá dài, chắc là video mình xin phép dừng lại đây nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like, đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.